Hello chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Thì mình là Chris đây. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với lại một tập của Minecraft sinh tồn siêu khó nha các bạn. Thì tập hôm nay là tập thứ 9 rồi. Thì tập trước mình có xây dựng cái máy farm zombie đó các bạn ơi. Và mình cũng mới gọi là nâng cấp nó lên chút xíu. Đây, thì nó trông như thế này. Thì mình mở rộng cái chỗ hopper này ra để cho nó có thể đứng nhiều con các bạn. Thì mình cũng đã farm lên được tầm 39 level đây. Thì trong lúc đó thì mình có dùng cái cuốc sắt thay cho cuốc kim cương. Tại vì cái cuốc này của mình nó gần hư rồi. Mình nghĩ cái dòng hiệu suất 4 này đáng để sửa chữa ấy. Nên chắc là mình sẽ sửa chữa cái cây cúp này. Wow. Thì sắp tới thì mình cũng sẽ cố gắng tìm cái cuốc sắt sửa chữa luôn đi. Chắc sẽ đỡ mất công. Đó các bạn thấy không? Nhiều zombie không? Thì thường thì mình sẽ đứng ở đây nè. Đó. Thì đó, mình đứng ở đây thì mấy con zombie nó sẽ chui vô. Và nó sẽ đi ra qua bên đây. Thì nói chung là farm cũng sẽ rất là hiệu quả thôi các bạn. Mình đứng đây cũng được nữa. Đó, thì tụi nó sẽ rơi xuống và mình chỉ cần đứng farm thôi. Mình farm bằng cái kiếm sắt cho nó đỡ gọi là... Đây, cho nó đỡ gọi là tốn cái độ bền của cái kiếm kim cương ấy. Đó, mình chỉ farm như vậy thôi. Thì sau khi farm từ đó tới giờ thì mình được bao nhiêu đây? Thì những cái trang bị này thì mình không có đụng tới đâu. Cái nào cần thì mình dùng thôi. Thì mình chỉ cần những cái mà thịt thối rửa này. Đó, để về nhà mình trao đổi lại với ông dân làng. Thì ở đây có một cái rương. Thì cái rương này chính là rương mà để... mấy cái đá dư của mình nè, đó chắc là mình sẽ đem sắt về thôi, còn lại thì mình sẽ để đây hết. Đó. Thì do đây là độ khó các bạn, ở chế độ là chế độ khó đấy, nên mấy con zombie thường nó hay spawn ra giáp vàng kiểu này nè, đó nên lâu lâu thì mình cũng được gọi là một chút mấy cái dụng cụ này, nhưng mà nó cũng chỉ là gọi là đẹp thôi chứ nó cũng không có gì gọi là ok cho lắm. Đó thì mình sẽ lấy cái số lượng này, mình sẽ đi về, đó thì mình cũng có làm sẵn đường đi hết rồi. Thì không biết là trên đó đang chờ buổi sáng hay buổi tối nữa. Đây các bạn thấy không? Rất là nhiều giáp luôn. Đây do mình cầm đuốc ấy, nên nó hơi sáng chút xíu. Hình như trời buổi tối đúng không? Ui căng thẳng ơi, chứ rồi mình không có khiên. Mình đánh con này chết đấy. Mày chết đi. Mình sẽ cầm cái kiếm kiếm kim cương này và mình sẽ cầm cái khiên lên cái đã. Ok thì trước tiên thì mình nghĩ là mình cần phải đi vào lại trong đây. Tại hiện tại mình đang trong hang ấy, nên mình không có bật shader. Khi nào mà buổi sáng bình thường thì mình cũng bật shader cho nó đẹp các bạn ơi. Có thể là tập này mình lười quá mình cũng không bật luôn hay sao ấy. Rồi thì mình cần cất những cái dụng cụ dư ở lại đi. Đó, đem mấy thứ cần thiết về nhà thôi. Đây, ok. Tạm thời thì mình sẽ cất như vậy và đi về thôi. Ủa đây còn ít sắt này. Đó, thì mình sẽ đi về rất là đơn giản thôi. Thì bây giờ trời buổi tối này mình chuẩn bị chiến đấu cho tụi này. Đó. Mình farm nhiều level thế này để mình về nhà mình có thể enchant đồ các thứ. Oh my god. Trời ơi, con creeper nó chặn đường thì làm sao mà đi đây. À bên đây còn đường các bạn ơi. Còn đường nha, còn đường nha. Mình sẽ đi đường này về. Đây, đây là cánh cổng của mình ở đây. Đó. Buổi tối các bạn thấy căng thẳng không? Hơi bị căng thẳng luôn ấy. Đường nào về ta? À đường này. Chắc chắn luôn. Đường này sẽ là đường về của mình. Đó, mình sẽ theo đường này để mà về tới nhà cho nó an toàn. Đó. Ơi, phải nhà tôi bên kia không vậy? À không, nhà mình ở phía... Ơi, cái con Enderman nó mới vừa đi ngang quá. Không biết là mình có vô tình nhìn cái mặt nó hay không nữa. Chưa. Mày quá, về nhà các bạn ơi. Về nhà mình ngủ cái rồi tính. Hiện tại thì mình không có bật shader á. Nên mọi thứ thì mình thấy nó cũng khá là dễ dàng á. Đi trong trời tối thì mình cũng không sợ cho lắm. Nhưng mà creeper nhiều quá à. Sợ nó phá hết cái khu này của mình ấy. Nên mình sẽ quyết định là không đánh nhau với lại bất kỳ con nào hết. Mình sẽ chọn phương án chạy. chạy. Ok. Đó, về nhà thôi. Dân làng thì chắc là ngủ hết trơn rồi. Thế mình biết là trên nhà mình có một cái ông dân làng mục sư á thì phải. Ở đây thì có hai ông bình thường. Trên đây chắc chắn có ông nào ngủ trên đây nè. Đây, cái ông mục sư này nè. Mình nghĩ là mình sẽ trao đổi với ổng. Ôi dạ. Cái cây cung nó bắn vào người mình kìa. Thiệt tình. Nó đâu? Đâu rồi. Ngoài đây có một cái ông dân làng, ổng cứ đi vòng vòng qua đây thôi. Thì bây giờ thì mình sẽ thử đây. Đó, mình đây là mục tiêu của mình. Mình sẽ đổi cái thịt thối rửa này để mà trao đổi được emerald này. Đó, sau này thì mình tìm mấy cái ok thì mình trao đổi. Đó, cho nó hợp lý. Ví dụ như là những cái đồ kim cương các thứ các bạn, mình vẫn có thể trao đổi được. Ok. Đó, thì hiện tại thì mình sẽ tiếp tục trao đổi đây. Đó, hiện tại thì thịt mình không có farm nhiều cho lắm nên chỉ được tầm 11 ngọc lục bảo thôi. Có thể đổi ra luli nè. Sau này mình cần mình cũng có thể trao đổi được ấy. Ok. Thì cái số lượng này thì mình sẽ cất ngọc lục bảo ở đây đi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đem cái mớ luli này ra để mà mình gọi là nâng cấp các thứ các bạn ơi. Ok. Rồi.
Bây giờ thì mình sẽ không biết là mình có nên cho một ông dân làng của mình có cái công việc gọi là trao đổi sách hay không. Thì mình có thể tìm được một quyển sách mà gọi là sửa chữa để mình cho cái cây cúc kim cương của mình luôn thì nó sẽ ok hơn á. Chắc là tập này thì mình nghĩ là mình sẽ chắc là enchant đồ nhiều nhiều ấy. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ xem coi cái cung này mình sẽ có chậm hỏng 3, nhưng mà mình cần cái dòng vô hạn của nó hơn. Nó có lẽ là mình sẽ thử cây kiếm. Cái kiếm thì lại là đánh bật lùi 2. Cái quần đi, bảo vệ 4 cho mình nha, bảo vệ 4. Chậm hỏng 3 thì cũng được ấy. Bảo vệ kho vụ nổ 4 à. Ok, cái này thì mình sẽ có thể phòng ngừa được mấy con Creeper mà khi nó tấn công mình từ sau lưng ấy thì được. Tiếp tục thì cái kiếm này sắc bén 4, ui cái dòng này ok lắm này. Và cái cung này sức mạnh 4, ôi da. Khó vậy ta. Mình nghĩ là mình muốn đầu tư cho cung hơn ấy. Nhưng thôi mình sẽ trao đổi cây sắc bén 4 đi. Tại vì cái kiếm nó ok lắm. Ok. Đó, cái này thì mình sẽ chém tụi kia mạnh hơn. Thì ở đây thì mình sẽ có chậm hỏng 3. Chậm hỏng 3 thì cũng được ấy. Cung, nhưng mà cung thì cũng khá là dễ sửa chữa nên mình cũng đang khá là cân nhắc. Ok, thì tạm thời mình sẽ chưa có in trên cái cây cung này. Mình thử mấy cái ủng sắt hay cái đồ của mình đi. Ok. Rồi. Chậm hỏng 3. Hay là mình còn 3 viên kim cương ấy. Không biết là mình có nên làm thêm một cái rìu kim cương không ta. Đây, mình còn 3 viên này. Chắc là mình làm thử cái rìu kim cương nhỉ. Tại vì sắp tới mình cũng còn đi tìm nhiều mà, nên các bạn không cần lo đâu. Ok, làm cái rìu luôn đi. Rồi, mình sẽ cất cái rìu sắt này vô. Nói chung là đồ xài nâng cấp lên kim cương rồi thì mình sẽ không dùng đồ sắt nữa. Rồi, ở đây thì mình sẽ có chậm hỏng 3 nè. Hiệu suất 3, ok. Được, cái này gọi tạm chấp nhận được. Và lại là dòng lửa rồi. Chết rồi. Hơi bị đen luôn. Ok, thì mình sẽ reset. Mình sẽ reset một cái dòng đi. Mình sẽ lấy bảo vệ 2 nè. Mình chỉ mất một level thôi. Và đào nhanh dưới nước. Cái này cũng có lợi cho mình phết này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ reset lại cái cung. Ai, à, kệ đi. Còn bao nhiêu đây, mình lấy chậm hỏng luôn đi. Đó, thế là một cây chậm hỏng, một cây lửa thì mình sẽ ghép nó lại với nhau đi. Thì nó sẽ có 6 level, cái này thì 8. Ok, thì mình sẽ có một cái cung tạm thời như vậy. Nó không có được mạnh cho lắm nhưng mà mình cứ dùng tạm thôi. Thì bây giờ để xem có mấy ông này ông làm việc như thế nào. Mình nhớ là mình có 4 ông dân làng lận mà bây giờ chỉ thấy có 3 ông thôi. Một ông ở dưới, hai ông trên đây. Thì ông này làm việc ở cái lò hun khói này thì mình muốn hủy công việc này của ông để mà mình cho ông cái công việc khác. Ví dụ là mình sẽ làm cái bục để sách ấy. Bây giờ để mà làm cái bục để sách thì mình sẽ cần một ít gia thuộc đây và một ít giấy. Giấy mình còn không ta? Đây còn nè. Mình sẽ cần 3 sách lận, mình sẽ cần thêm ấy. Thì mình sẽ đi thu hoạch mía ngoài đây đi. Ok. Đó, mình sẽ đi ra ngoài đây mình thu hoạch cái đống mía của mình. Đó, khi mà có đủ số lượng mía thì mình nghĩ là mình đủ rồi đấy. Tầm 3 cây mía nó là đủ rồi. Mà thôi thu hoạch nhiều nhiều chút xíu đi. Đó, để sau này còn dùng thêm nữa. Không hiểu sao mà cái cây dưa hấu này của mình nó chỉ mọc có một bên nè các bạn ơi. Nó không có chịu mọc hai bên. Thiệt tình luôn. Bên đây, cái cây bên đây thì nó không có chịu mọc ra. Không hiểu sao luôn. Đó, tạm thời mình cứ để vậy đi. Rồi, số lượng dưa hấu này có lẽ mình sẽ cất đi. Rồi mình sẽ enchant thôi. Đó rồi. Dưa hấu. Dưa hấu thì mình sẽ cất trong rương này. Ok. Thì bây giờ mình sẽ làm thành giấy hết đi. Ok. Wow. Tuyệt vời nhờ. Thanh niên Iron Golem tặng quà cho loại tặng bông hoa cho dân làng thì ra cảnh này cũng khá là quen rồi đấy. Nên cũng khá là bình thường luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ làm 3 cái quyển sách. Đó. Để mình xem coi cái công thức mà cái kệ để sách như thế nào ấy. Mình nhớ, mình không còn nhớ công thức cho lắm các bạn ơi. Cái kệ để sách hình như là nó sẽ cần một cái kệ sách hay sao á. Không biết có cần hay không nhưng mà chắc là có lẽ mình sẽ cần search lại cái công thức cái đã. Mình đã nhớ ra rồi thì nó cũng khá đơn giản thôi. Kiểu là mình không còn nhớ công thức nhiều cho lắm ấy. Đó, lúc nào cũng kiểu hay quên lắm các bạn. Ở đâu rồi? Kệ sách của mình đâu? Đây, chúng ta sẽ cần kệ sách này và chúng ta sẽ cần những cái phiến gỗ này thì mình mới có thể làm ra được một cái bục để sách. Nó từ cái bục này mình sẽ cho ông dân làng. Ông làm việc. Nó, ông sẽ mất việc nè. Và mình sẽ để cái kệ sách ở bên đây. Nó thì ông sẽ nhận việc. No, chết rồi, ông đang xuống ông nhận việc cái thùng á. Rồi mình chắc chắn với các bạn luôn. Đây.
Nhìn là biết rồi. Ồ, nhầm nhầm công việc rồi, nhầm ông rồi. Ok, không sao. Mình sẽ để lại cái bục ở đây. Thì ông nào nhận việc ông sẽ đi tới đây thôi. Đó, đơn giản. Và bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ tìm cuốn sách sửa chữa thôi các bạn ơi. Và sau một hồi thì mình tìm cuốn sách sửa chữa, tìm mãi tìm không được các bạn ơi. Và mục tiêu của mình là tìm được sửa chữa hoặc là vô hạn thôi. Nhưng mà mình đã tìm được cuốn vô hạn này rồi thì mình nghĩ là sửa chữa thì mình sẽ tính sau đi. Có nghĩa là mình cần phải tìm cuốn sách sửa chữa sau. Tại vì có cái dòng vô hạn này á, thì mình mới gọi là có thể dễ dàng mình đánh nhau được với lại tụi quái các bạn. Nói chung là dễ dàng sinh tồn ấy. Thì bây giờ thì mình sẽ thực hiện cái thao tác mà mình sẽ trao đổi với ổng. Thì bây giờ thì mình sẽ cần làm một cái quyển sách. Đó, mình vừa đủ luôn, ông này ông cho mình vừa đủ có được cuốn sách vô hạn luôn. Đó, rất là ok. Thế thì bây giờ thì mình chỉ cần ông này ông đã có cuốn sách vô hạn rồi đúng không? Rồi, bây giờ thì mình sẽ cho ông này làm việc tại đây. Ok. Rồi, ở dưới thì chỉ có một ông làm gọi là ruộng thôi, làm ruộng ở dưới thôi. Đó, nãy giờ thì mình trao đổi hoài mà mấy ông này không có chịu trao đổi các bạn. Đó, rất là cực khổ luôn. Rồi, thì bây giờ ok rồi đó. Bây giờ có gì mình sẽ cho mấy ông này sinh sản thêm cũng được. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ cần nâng cấp cây cung của mình lên. Đó, và nó sẽ có dòng vô hạn. Thì từ bây giờ thì mình sẽ không có sợ cái trường hợp mà thiếu mũi tên nữa. Thì mình có thể bắn mọi lúc mọi nơi. Đó, rất ok luôn. Thì mọi thứ cũng đã ổn định rồi. Bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ cần tìm một cái gì ta? Mình sẽ cần làm một cái chuồng nuôi cừu, nuôi heo các thứ ấy. Tại bây giờ mình cũng có cà rốt rồi. Nên cũng khá là ok ấy. Rồi, như vậy. Đó. Thì bây giờ mình cần thêm một ông dân làng để mà trao đổi cho mình cuốn sách sửa chữa nữa, nhưng mà có vẻ hơi khá là khó đấy nhờ. Hay là mình sẽ đi qua làng để mình tìm cái ông dân làng đó ta. Cũng có thể. Ở sao mình nghe tiếng tiếng chân của cái con skeleton đó nhờ. Tiếng cháy của nó ấy. Mà thôi kệ đi. Nhưng mà mình nghĩ bây giờ thì mình không làm được đâu. Tại vì mình đã hết emerald rồi. Làm gì mà có để mà trao đổi với lại mấy ông dân làng này nữa. Nên thôi mình sẽ lấy những cái dụng cụ này để mình đi làm thêm những cái chuồng trong tập này. Đó, tập này chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Bây giờ thì mình sẽ cần đi thu hoạch thêm một ít gọi là mình sẽ cất cái này cái đó. Cất đây đi. Mình sẽ đi thu hoạch thêm một ít lúa bên kia. Và mình cho bò ăn thêm đi. Sau này mình cần gia thuộc khá là nhiều. Tại vì như các bạn biết ở dưới cái máy phao của mình á, vẫn chưa có gọi là gì ta, vẫn chưa có cái bàn phù phép riêng ấy. Nên nhiều khi cũng khá là căng thẳng. Mình cần phải tìm thêm gọi là khá là nhiều gia thuộc nữa ấy. 45 gia thuộc nữa thì mới đủ. Đó, nên mình phải cố gắng để mà làm cho đủ các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ thu hoạch cái đống đống lúa này. Ai nhảy ở chỗ này vậy ta? Mình không có đem theo cây cuốc. À có. Mày thế. Rồi. Thì mình sẽ thu hoạch một ít lúa bên đây. Lúa thì nó cũng khá là cần thiết ấy. À, tập này có lẽ là mình cũng sẽ đi thuần phục một bé ngựa luôn ấy. Tại vì mình đã có đủ có yên cưỡi và có cái giáp ngựa rồi. Bây giờ mình chỉ cần đi thuần phục thôi. Nó cũng sẽ khá là đơn giản. Ok. Rồi, mình sẽ trồng lại hết cái chỗ này. Này chính này đúng không? Đúng rồi, chính rồi, chính rồi. Đó. Mình được ui, gần một stack lúa lúa luôn này. Ui tính ra cũng nhiều phết đấy nhờ. Cái ruộng không có được gọi là to lắm nhưng mà hiệu quả của nó các bạn có thể thấy là khá là nhiều. Ok. Ở bên đây thì mình cũng sẽ cần thêm ok, xong chỗ này rồi. Mình nghĩ mình sẽ cho bò ăn. Chết rồi. Ui hạt lúa mì của mình nhiều thế. Mình sẽ cho bò ăn cái đã. À, rồi mình sẽ làm đại một cái chuồng nào đó. Thì thịt của mình bây giờ nó không thiếu rồi nên mình chắc là sẽ chưa làm chuồng heo đâu. Mình nghĩ là mình sẽ làm chuồng cừu ấy. Đó. À, ok, ăn hết chưa? Ăn hết chưa? Vậy là nó đã sinh sản ra rồi. Ok. Bây giờ thì mình có thể đi được rồi. Đó. Mình sẽ lấy một ít hạt lúa mì này để mình bỏ vào cái thùng ủ phân đi cho nó đẹp đẹp chút xíu các bạn. Ok, như vậy. Đây. Chỗ này thì mình cần gọi là bột xương thêm chút xíu. Đây, mình sẽ cần một ít bột xương. Đó, ở những cái chỗ này cho nó đẹp ra các bạn ơi. Nhưng mà cỏ hai block thì mình không thích cho lắm nha. Đây. Ok, cũng như không luôn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bỏ những cái hạt lúa mì vào trong đây thì cho nó gọi là thiệt là đẹp luôn các bạn. Đấy, các bạn có thể thấy không? Rất là đẹp. Và khi nó đầy như thế này đó là mình có thể lấy được bột xương từ cái chỗ này. Đó, rất là ok luôn. Đây. Mình sẽ ví dụ cho các bạn xem ha. Có nhiều bạn chưa biết ấy. Đó thì mình chỉ cần lấy như vậy là mình sẽ được một cái bọc xương. Nhưng mà mình thấy cũng không có được lời cho lắm. Tính ra nó còn lỡ hơn cái việc đi đánh nhau lại skeleton nữa ấy. Ôi, chỗ này mình lỡ quá tay rồi. Ok thì tạm thời sẽ là tới bước này. Không, nhưng mà chỉ được có hai bọc xương thôi. Cũng không có được lời cho lắm nhờ. Rồi,
Đó, trang trí như thế này. Thì bữa nay trời tối thì mình nghĩ là mình cũng sẽ đi đánh nhau lại tụi tụi quái luôn ấy. Mình sẽ đi cất đồ thêm chút xíu, rồi đi tìm cừu rồi đánh nhau tụi quái trong buổi tối hôm nay luôn. Ok, thì còn hai sắt này thì nó cũng không được nhiều cho lắm nha. Sắt của mình có vẻ là dùng cũng gần hết rồi. Ok, nói chung thì những thứ này thì mình có thể cất những cái mầm và những cái thứ này đi. Nói chung là khá là nhiều đồ linh tinh. Rồi, tạm thời thì mình sẽ cất bao nhiêu đây? Rồi, bây giờ mình sẽ đi ra bên ngoài. Theo mình biết là có một cái ông thương nhân lang thang. Đây 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 này, các bạn có thể thấy là ở ngoài đây có một ông thương nhân lang thang nè. Không biết là mình có thể nhảy ra được hay không. Được, được, được. Thì đây, mình vẫn có thể trao đổi với ổng luôn. Thì những thứ này thì nó vẫn khá là bình thường đó với mình ấy. Nên thôi, mình sẽ không trao đổi nữa. Ok, tối nay thì mình sẽ gọi là test trang bị các bạn. Mình sẽ đánh nhau là tụi quái đó. Rồi, để xem bên khu đồng bằng này thì tụi nó sẽ spawn nhiều hơn nè. Đó, do là mình không có dùng shader hiện tại á, nên mình nghĩ là đánh tụi này cũng sẽ khá là dễ thôi. Bây giờ thì mình cần tìm một cái vị trí để mà mình làm chuồng cái đó. Ok, mình sẽ cần làm một cái crafting table, một cái bàn chế tạo ở ở ngoài đây nữa để mà mình có thể dùng luân phiên á. Vậy thì mình sẽ làm cái chuồng cừu ở phía bên đây. Ok, hợp lý nè. Rồi, đặt bàn chế tạo ở đây. Mình sẽ đào thêm một ít gỗ ở đây. Đó, rồi mình sẽ làm cái chuồng dọc theo cái chỗ này. Đó, thì các bạn thấy cũng khá là ok rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ thử giết cái con nhện này ha. Mình có cung vô hạn. Ui, ui. Tao có dòng sắt bén đó nha. Tao có dòng sắt bén đó nha. Mày, chỉ cần hai nhát chém mà chết cái con gọi là con nhện này rồi. Đây, mình sẽ giết con skeleton bằng cái cung của mình. Cái cung của mình nó còn thiếu cái dòng sức mạnh các bạn ơi, nên mình thấy nó cũng chưa ok lắm ấy. Nên mình còn phải farm level thêm. Ui, chết rồi. Mình nghe giống như là có con creeper gần mình vậy đó. Ở dưới đây có một con zombie nè. Mình sẽ dùng cái kiếm này mình xử lý nó luôn. Sắc bén 4 là cũng hơi bị thứ dữ á nha. Nhưng mà hình như vẫn có thể nâng lên được sắc bén 5 thì phải. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn một cái mắt nhện đi. Mình sẽ làm việc trong buổi tối luôn, cầm cái khiên cái đã. Tại vì nếu mà không cầm khiên á, mình sẽ không gọi là xoay sở kịp, phản xạ kịp với lại con creeper ấy, nên mình phải dùng khiên. Rồi, chỗ này thì mình sẽ làm thêm một cái chuồng giản đơn thôi, phiên bản kỳ dị chút xíu. Mình sẽ làm theo ven cái đường này, quái có thể nhảy vào được cái chuồng cừu này á. Nhưng mà mình nghĩ là nhảy vào thì mình sẽ xử lý tụi nó bằng cung, nên không sao đâu. Bây giờ thì mình sẽ chế tạo thêm chút xíu, để ý xem có mấy con creeper nó gần gần mình hay không cái đó. Ok, mình sẽ làm stick bằng cái ván gỗ này đi cho nó đỡ tốn, để mình làm gỗ sồi cho nó ok. Thì mình được tầm bao nhiêu đây? Rồi, tạm thời thì mình sẽ dùng bao nhiêu đây nha. Khi nào hết thì mình sẽ làm thêm chứ không nó lại phí lắm. Ok, thì mình có lẽ sẽ phá hết hoa mấy cái chỗ này quá. Rồi, thì tạm thời như thế này khá là ok đó. Mình sẽ cho cái chuồng nó tới đây đi. Chuồng cừu nó sẽ ở đây. Khá là nhiều hoa luôn ấy. Rồi, còn cái đường này thì mình sẽ làm đường đi. Đó, ok. Chúng ta sẽ cho cái chuồng nó tới đây. Rồi, hợp lý liền. Chỗ này chỗ này nó hơi sao sao nhỉ. Vậy thì mình có thể phá được ở đây rồi nè. Ok, như vậy đi. Rồi, ở đây thì mình sẽ làm cánh cửa chỗ này. Rồi, bây giờ mình sẽ vào đây mình chế tạo cánh cửa. Xong mình xử lý cái con zombie này. Đó, cánh cửa hả? Cửa hàng rào đây. Cổng hàng rào chứ. Rồi, sau đó mình chỉ cần đặt ở đây một cái nữa. Rồi mình chỉ cần dắt mấy con cừu về là xong rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lên đây. Chỗ này thì mình nghĩ là mình sẽ múc nước và mình phá hết cái chỗ này đi. Nó có khá là nhiều hoa ở đây á. Ok. Rồi, mình sẽ phá hết hoa chỗ này đi. Ok. Rồi, hợp lý rồi đó. Chỗ này nữa. Ok. Đấy, buổi tối mà không. Rồi luôn, ông này ông chạy vô đây rồi sao ông thoát đây? Mình sẽ bảo vệ ổng mới được. Tự nhiên có một ông dân làng đâu đây nữa chứ. Mà không biết là các bạn làm việc của ông ở đâu rồi ta, mà ông lại ở chỗ này. Rồi, nguy hiểm lắm. Thôi bây giờ mình sẽ mở cổng cho ông đi ra các bạn ơi. Đi ra đi. Đi ra đi, thanh niên này. Ở đây là chết đấy. Thiệt tình. Rồi, mình sẽ để chỗ này cắm cái đốt cho sáng sáng khu này lên các bạn ơi, để tránh khỏi mấy con zombie ấy mà. Rồi, nếu mà ông này ông ở lại đây ở thì tạm thời mình sẽ cho ông là người giữ chuồng cho mình đi. Thì mình sẽ bảo vệ ông bằng cách là không cho tụi zombie có thể nhảy vào được.
Tại vì mấy con skeleton thì nó cũng đâu có tấn công dân làng đâu, chỉ có zombie thôi. Nên mình sẽ kiểu đào như thế này để zombie nó không nhảy vào theo cái đường này được. Ok, đó. Thì như thế này. Rồi mình sẽ tiếp tục trang trí lại chỗ này. Rồi, hợp lý rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ cho ông dân làng ông ở trong đây đi. Mình sẽ xử lý con zombie này. Rồi, mình sẽ cho ông này là người dưới cùng. Ê, mày hả? Ok. Đó, mọi thứ ổn định rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ đi cất hoa một cái rồi mình sẽ đi ngủ đi. Thôi, đêm nay mình sẽ đi ngủ đi, đánh bao nhiêu đây chắc là đủ rồi. Mình sẽ đi cất mấy bông hoa này rồi đi ngủ một cái. Sáng hôm sau thì mình sẽ đưa cù về. Đây. Đó, rất là nhiều hoa và mầm luôn. Thì đây là cái giường của mình mà ông này ông dành từ lúc nào rồi đấy. À, không cho ngủ à? Ngủ đi. Quái vật đang ở gần rồi. Ơi, à, thiệt tình. Khổ thiệt chứ. Mình sẽ đi đánh mấy con zombie ở gần đây cái đã. Đây. Mày kiếm chuyện hả? Rồi, bây giờ mình sẽ có thể đi ngủ được rồi đó. Rồi sáng hôm sau thì mình sẽ đi dắt cù về. À. Ok. Alright. Rồi, ngủ thôi. Mình sẽ nằm ở giữa. Quá là ngầu luôn. Rồi, như thế này. Và trời sáng thì các ông thiên nhiên lang thang thì ông sẽ nhả thuốc ra. Đó rồi. Đó thì ông sẽ gọi là đây, ông sẽ không có tàn hình nữa. À, vẫn là mấy cái đồ này. Thực sự là nó cũng không có lời lắm nhờ. Nhìn nó khá là chán ấy. Thì mình nghĩ là ông này ông đang muốn ra lắm ấy. Thôi mình cho ông ra đi. Đi ra. Ok. Đi ra nhá, nhảy vô nữa là không có cho ra đâu ấy. Ok, đi ra đi. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ chắc là đi dắt cù về thôi. Có lúa rồi. Thì giờ mình sẽ tìm những con cù gần nhà để mình đưa nó về nhà. Sau đó mình lai giống tụi nó ra. Mình sẽ lấy lúa mì này. Đây. Và mình nhớ là ở gần cái chỗ này có khá nhiều cù này. Ở đây có cả zombie à. Zombie với chúng tôi à. Bây giờ nó đốt mình luôn rồi. Ui da. Đau thế. Đây, ở đây có một thanh niên cù. Mình nhớ là có một con cù nâu nữa mà ta. Bây giờ còn có một con vậy làm sao mà dắt về đây. Ở đây còn cù nâu đây. Cù xám đi chứ. Rồi. Đó thì mình sẽ dắt theo kiểu này. Góc nhìn thứ ba thế này. Đưa nó về nhà luôn. Cũng khá là gần đó nhờ. Hello. Còn thanh niên kia có muốn đi chung không? Hơi. Ok. Muốn đi chung thì đi nào. Chúng ta sẽ làm một đội quân mới. Thì mình thích dẫn những con cù mà có nhiều màu như thế này á. Về nhà thì mình dễ xen kẽ màu nó lai giống hơn. Đó. Ok, mình sẽ dắt nó xuống đây. Mình sẽ lai giống tụi nó ra. Alright. Rồi. Rất nhanh thôi. Thế là mình sẽ có thêm một cái chuồng nữa. Còn gà với lại heo không biết là mình có nên nuôi hay không. Nhưng sắp tới thì mình sẽ nuôi cho gọi là đầy đủ đi. Rồi, đi vào. Đó. Không có chen lắng. Đó, ok, đi vào đây. Rồi, đóng cửa lại. Cho mấy con này ăn đi, nó muốn lai thế nào lai. Mặc dù có ba con á, nhưng mà sẽ có một con không lai được. Và thanh niên baby đầu tiên là con cừu xám các bạn. Ok. Thế là mình đã có được hai cái chuồng rồi. Sắp tới thì không biết là mình có nên trồng thêm một cái mảnh vườn ở cái chuồng bên đây không ta. Cũng được phết nhờ. Trồng thêm mảnh vườn nhỏ. Nhưng thôi, cừu nó ăn cỏ nhiều hơn kệ đi. Rồi bây giờ thì mình sẽ còn một công việc nữa. Đó chính là mình sẽ lấy yên cưỡi và có lúa ở đây. Thì mình sẽ đi thuần phục ngựa các bạn ơi. Sau này thì mình có thể đi xa được. Đây, mình sẽ có yên cưỡi và có giáp ngựa sắt. Nói chung là đồ cũng khá là nghèo quá các bạn ơi. Không có gì gọi là VIP hết. Ok, mình sẽ nhảy vào đường này ra. Và đi qua đường bên đây. Đó, đi một chút xíu là vừa thấy cái máy farm của mình là mình vừa thấy cái mấy con ngựa luôn ấy. Mà theo mình biết á, gần nhà mình có mấy con ngựa bạch mã rồi hắc mã nữa, nhìn rất là ngầu luôn ấy. Đây để mình cho các bạn xem. Thì chỗ này cái con Enderman này nó cứ vòng vòng khu này hoài luôn các bạn ơi. Nó me mé khu này hoài luôn. Đây, thì đây là đường xuống máy farm của mình. Mình cũng không quan tâm. Cũng không quan tâm gì mấy. Đây, thì khi tới đây thì chúng ta sẽ có những cái thanh niên ngựa nè. Và cái con Enderman nó lại ở đây nè. Hai ba con luôn các bạn. Trời ơi, bây giờ nó thống trị loài người rồi. Ok, mình nghĩ là mình sẽ đánh nhau tụi nó. Giết tụi này cho xong đi. Ok. Come here. Mày đâu? Mày
dám hái hoa bắt bướm hả? Mày dám hái hoa bắt bướm khu vực này hả? Mày hả? Bỏ xuống. Bỏ cái tay mày xuống. Đó, dám hái hoa bắt bướm chỗ này. Còn mấy con kia nó hay lụm đất lắm. Mình hồi nãy mình mới thấy nó nữa nè. Đâu rồi? Đó. Ok, kệ đi. Bây giờ thì mình sẽ ăn miếng thịt cái đã. Ok. Ở đâu rồi? Rồi, ăn miếng thịt. Thì bên đây có một cái con hắc mã khá là ngầu nè. Thì mình nghĩ là mình sẽ qua đây mình thuần phục nó luôn. À. Không hiểu. Tới đây. Tới đây. Nó thấy mình chưa ta? Nó thấy mình chưa ta? Ờ, hình như là chưa, hình như là chưa. Ừ, thiệt tình. Chắc là do xa quá nên nó không tính cái độ gần á mà. Thôi kệ đi. Rồi. Cho nó ăn thiệt nhiều đi. Rồi sau đó mình sẽ thuần phục nó. Ok, con này nhiều máu quá nè. Cho không biết có chạy nhanh hay không. Thường thì nhiều máu thì nó sẽ không chạy nhanh, với lại nó sẽ nhảy không có cao ấy. Được cái này mà mất cái kia các bạn. Ok, nhanh rồi nè. Và mình sẽ cho yên cửa lên. Tốc độ quá chậm à, nên thôi mình sẽ không thuần phục em này nữa. Mình sẽ thay đổi qua cái thanh niên này. Đó, thường mấy con ngựa nó không có được đẹp á thì sẽ rất là dễ thuần phục các bạn ơi. Ok, cái con Enderman này ở đây thì mình không có dám đụng cho nó cho lắm các bạn ơi. Nó ghê quá. Con này nhiều máu hơn nữa nè. Trời ơi. Nhưng mà con này thì chạy nhanh nha. Ok, mình diệt con này rồi đó. Nhảy cao thì hai nấc cuối à. Cũng được. Nói chung là không tệ lắm. Rồi, thôi thì mình sẽ thuần phục em này luôn. Thì đây là em xích thố của mình. Đó, thì mình gọi là xích thố đi cho nó ngầu thôi chứ. Cũng chỉ là một bé ngựa thôi. Thanh niên chiến mã thôi. Ok. Thì một thanh niên hái hoa bắt bướm này tới đây hết. Tới đây hết, mình cân mọi kèo luôn. Ok, cân mọi kèo nhá. Bao nhiêu nhát thì nó chết ta? 4-5 nhát gì đó. Còn cái thanh niên cầm đất nữa mà mình không có thấy được nữa. Nó hay trốn chạy quá à. Thì thôi, bây giờ thì mình sẽ cưỡi chiến mã của mình về nhà thôi các bạn. Có lẽ video của mình tới đây kết thúc rồi các bạn. Và nếu các bạn thấy video này của mình hay thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như một subscribe. Và đừng quên bình luận ý kiến của các bạn ở phía bên dưới nha. Ok, thì hẹn gặp lại các bạn. Và chúc các bạn một ngày mới thật là tốt lành.